Thưa quý vị, vấn đề tăng cường liên kết, mở rộng hợp tác, làm ăn luôn có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, doanh nhân. Vấn đề này càng đặt ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn như hiện tại. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Vừa qua tại Đà Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ các tỉnh thành Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Khánh Hòa, Câu lạc bộ Doanh nhân trẻ Thủ Đức phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề Nâng tầm lãnh đạo. Tại đây, hơn 300 doanh nhân trẻ được diễn giả chia sẻ những góc nhìn về tình hình kinh tế và kinh nghiệm trong điều hành doanh nghiệp, cùng thảo luận trao đổi để tìm ra những hướng đi phù hợp cho doanh nghiệp mình. Qua đó, mỗi doanh nghiệp nhận diện rõ hơn về những cơ hội và thách thức, những thế mạnh và hạn chế của doanh nghiệp mình, sẵn sàng đổi mới tư duy, hành động để thích ứng, vượt qua khó khăn, đồng thời mở rộng hợp tác kết nối. Cái việc kết nối nó sẽ mang lại cái sự hỗ trợ rất là lớn cho cái vấn đề xúc tiến thương mại, kết nối giao thương của tất cả các hội viên của 6 tỉnh thành lại với nhau, cũng như là thông qua đó chúng tôi cùng nhau chia sẻ về các cái kinh nghiệm và cái sự thành công trong các cái công tác hoạt động hội, để thông qua đó hỗ trợ cho các hội phát triển mạnh hơn và hỗ trợ được tốt hơn cho các hội viên trong cái bối cảnh hiện nay. Tại sự kiện, các hội đã ký kết biên bản ghi nhớ về việc ký kết hợp tác, đồng thời tổ chức mạng đàm, cà phê doanh nhân nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các hội, cũng như hoạt động đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường giao thương kết nối tiêu thụ sản phẩm, xúc tiến thương mại. Chương trình là lần này chúng tôi đã kết nối, đã gặp gỡ tại Đà Nẵng là 6 tỉnh thành của miền Trung. Thì chúng tôi đã trao đổi rất là nhiều, mở ra nhiều cái cơ hội là xúc tiến, và đặc biệt là sắp tới là chúng tôi sẽ cam kết là thực hiện cái chương trình này định kỳ là theo từng địa phương để nâng cao cái mối kết nối giữa các tỉnh thành miền Trung và cùng nhau là nâng cao năng lực của từng hội viên trong cộng đồng doanh nhân trẻ nói chung. Theo quan điểm của tôi thì có 3 cái ý nghĩa rất sâu sắc. Thứ nhất đó là cái sự chia sẻ giữa các doanh nghiệp với doanh nghiệp. Thứ hai nữa đó là cái sự kết nối để hợp tác. Và thứ ba nữa là cái việc kết nối như thế này để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi giữa doanh nghiệp với nhau, mang lại cái ý nghĩa rất lớn để cho các doanh nghiệp có cơ hội phục hồi nhanh hơn sau đại dịch. Trước tình hình kinh tế thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, lạm phát toàn cầu mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, tăng trưởng thương mại chậm lại trong bối cảnh chuỗi cung ứng tiếp tục suy yếu. Do vậy, việc tăng cường kết nối mở rộng hợp tác là một vấn đề cấp bách, nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp cùng vượt qua các thách thức khó khăn, nhất là về thị trường tiêu thụ, dòng vốn.